Chào mừng các bạn trở lại với kênh của tôi ha. Và hôm nay thì tôi hướng dẫn một bài khá là dễ nghe của Phù Minh Mẫn, cũng rất nhiều các bạn có nhắn tin cho tôi muốn tôi hướng dẫn, đó chính là bài Về Bên Chúa. Bài này viết trên giọng La Thứ các bạn ha. Đó. Đây là âm dài của La Thứ này. Không có dấu hóa nào ha. Bài này thì đương nhiên thì tác giả có sử dụng cả hóa thanh, giai điệu, ly điệu nữa. Thì đây, bậc 1 của nó là La Thứ. Bậc 4 là Rê Thứ, bậc 5 là Mi Thứ. Ngoài ra giọng song song là giọng đô trưởng. Bậc 4 là pha trưởng, bậc 5 là son trưởng. Ngoài ra thì có thêm bậc 2 là âm si giảng nữa ha. Đấy là 7 hợp âm cơ bản. Còn các bạn follow kênh của tôi thì đều biết, thì ngoài những hợp âm đó ra thì tôi sẽ luôn có sự hợp âm màu sắc cho tất cả các bạn nào muốn học thêm màu sắc. Và bài này viết ở trên nhịp 3-4 ha. Chúng ta có thể chơi theo tiết tấu van ha. Này, còn là bầm chát chát, bầm chát chát, chát chát, 1 2 3 1. Nhịp 3-4 là nhịp đơn, bởi vì trong mỗi ô nhịp nó có một phách mạnh và hai phách nhẹ. Thì đương nhiên thì chúng ta không thể nào đi ti da da ta đi da ti ti, nếu đánh như vậy thì nó đời quá ha, không có đẹp và tinh tế. Thì chúng ta có những cái cách đệm trong trẻo, trong veo hơn ha, và nó làm trang trọng và tinh tế hơn, và quan trọng cũng là cái màu hòa âm nữa ha. Thì giai điệu như này này, ti 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 ra ra ti ra ra ti ta ta ra, hai ba đô đô si đô la son fa son fa ti ra ra ti la mi đô la đô mi hai ba fa fa son la son a re re mi fa mi re mi. Đó, các bạn nghe cái giai điệu dễ nghe ha, khá là thú vị. Phù Minh Mẫn có rất nhiều bài hay, như bài Cảm Mến Ân Tình này, hay là bài Vì Ngoài Chúa Ra. Những cái bài đó tôi đều hướng dẫn ở trên kênh, các bạn có thể xem thêm. Phù Minh Mẫn có rất nhiều bài rất là hay, sáng tác ly điệu rồi hòa âm rất là thú vị. Là một tác giả mà tôi cũng thấy rất là thích nghe, và viết lối rất là đẹp, lời cũng hay nữa, giai điệu đẹp bay. Hả? Chúng ta thêm phần hòa âm đẹp tí nữa thì nó giúp cái bài nó đầy lên rất là nhiều ha. Thì đương nhiên, ti này, ti ti ra ra ti ra ta ti ta ta ra. Wow, thế ở đây tôi là ti ti ra ra ti ti ra ti ta ti. Ở đây tôi sẽ vào một hợp âm đầu tiên, đó hợp âm là la sớt hai các bạn ha. Này, ti yeah, ti ti ra ra ti ra ra ti ta ti ti. Hợp âm thứ hai tôi về hợp âm là mi thứ bát son, nó rất là êm buồn, mát mát, xa xăm. Cái màu sớt hai các bạn đều biết, nó không có bậc ba gì nên nó rất là xa xăm, nó làm cho người nghe rất là thú vị. Các bạn giải nốt này này, này. Đó, ti ti ra ra ta đi ta ti ta ta ra, ti ti ra ra đi ra ta đi. Wow. Thì giai điệu đã đi như vậy rồi thì phần hòa âm chúng ta nên đánh chậm lại một nửa. Vậy là sẽ hai ô nhịp chúng ta sẽ chơi một hợp âm. Này, ti ti ra ra ta đi ta ti ta. Đó, và mi thứ bát son ti đi ta. Ở đây tiếp tục đô đô si đô la son fa son, tôi sử dụng hợp âm là đô fa sớt hai ở đây. Ti đó, ti ta ri ra ta. Này nè, ti fa sớt hai nhé. Ti ra ri ta ti ra ri. Ở đây tôi sử dụng hợp âm là son 7 9, cái nốt la là bậc 9 của son này, ti son fa son, về đô sớt hai, các bạn nghe thử nhé.
Đó. Đi, đi ra ta đi, ta đi. Bạn nào mà muốn thì đoạn này hoàn toàn có thể sử dụng thêm một hợp âm như là pha sớt 2 này. Xong về son 7-11 ha. Ti da da da. Cũng rất là thú vị bởi vì cái nốt la là bậc 9 rồi nên các bạn đánh có thể lấy son 7-9-11 cũng hay. Ti da vào đô đó. Vậy đây. Yes. Xong rồi về la 7. Tôi sẽ dẫn này. Ti ti da ti. Về rê thứ la 7 này. Ba ti da đi da ta ti. Tôi về hợp âm đó là ở đây rê thứ 7 nhé. Ti ti. Tôi về la thứ bát đô. Ti da ti da ti. Xong về si 7 này. Ti. Tác giả chủ định sử dụng đây người ta gọi là công thức bậc 5 của bậc 5 khá là quen thuộc giống như cái bài Vì ngoài chùa ra của Phùng Minh Mẫn hay sử dụng cái tuyếp này. Đó là trong trong cổ điển, trong thánh ca hay dùng bậc 5 của bậc 5, tức là bậc 5 của giọng la là mi và bậc 5 của mi là si, là si trưởng này, si 7 này. Ti ta ra ti ta ta ti về mi sớt 4. Khá là thú vị ha, tôi làm hết lại cột 1 cho các bạn này. Ti ti ra ra ta ti ta ti ta ti. Tôi sử dụng họ bằng mi 7 ha, mi 7 át mà bát si. Ti ti ra ra ti về mi 7 ti ta la. Đó ha. Ti ti ra ra ti ra ra ti. Tôi có sử dụng âm chỗ này dẫn này. Si thứ 7 chừng 5 mà bát la, xong về la. Xong tiếp ta ri ta ti là điệp khúc ti ra ta ti. Giống hệt nhau. Ti ta ra ra ta ti ta ri. Ở đoạn này các bạn có thể đẩy cao trào lên một xíu này. Ta ri ra. Tại sao tôi khuyến khích các bạn nên sử dụng là ti ra, thì các bạn nên dùng sớt 2. Bởi vì cái nốt giai điệu nó vào nốt bậc 3 rồi. Các bạn đánh la hoặc là đánh la S9 thì nó thêm bậc 3 thì nó cũng không giải quyết gì nhiều, nó không tạo hiệu quả âm nhạc cao. Và nó cũng đỡ bị đánh trùng với nốt giai điệu thì nghe nó hay hơn. Tất cả những kiến thức này tôi đều nói rất là kỹ ở trong cái bộ giáo trình đệm hát của tôi gồm 5 tập. Đó, qua đây thì tôi cũng trả lời cho rất nhiều tất cả các bạn đã hỏi và nhắn tin về cho tôi là thầy ơi em học rất nhiều các trung tâm âm nhạc này, học rất nhiều các lớp nhạc rồi đến các rất nhiều, mua rất nhiều tài liệu, học cóp nhạc rất nhiều kênh, nhiều nơi nữa. Nhưng mà cái phần đệm đàn mà mình vẫn chưa có thể thay đổi màu sắc. Ví dụ như cái đoạn màu sắc này này. Đó rất là man mác buồn. Tại sao lại pha sớt 2 đây? Đó. Câu lót câu dẫn. Thì nghe nó rất là mông lung xa xôi. Nó làm cho người nghe người ta hướng lên trên. Chứ còn nếu mà chúng ta bấm ti ti ra ra ti ra ra ti đó. Ti ti ra ra ta ra ta ra. Cùng là đô nhưng mà đô gì nó mới là quan trọng, đúng không ạ? Cùng là la mà la gì là quan trọng. Mi cũng tương tự như vậy. Và cái cách xếp nốt và cái thế nào nó hay thì cái này nó đều có trong bộ giáo trình của tôi. Các bạn có thể tìm hiểu thêm ở trên website haipiano.com. Tôi đã đúc kết khoảng 20 năm từ lúc thời điểm tôi còn học tại Nhạc viện Hà Nội và ra làm hướng dẫn rất nhiều các cái MV về thánh ca này, MV cho các ca sĩ chuyên nghiệp. Và tôi đã đúc kết vào 5 tập này giúp cho các bạn không phải học cóp nhạc. Các bạn học hết 5 cái tập này là đàn hay lắm rồi. Và cái cách học thì nó rất là ưu việt.
cách học của rất nhiều trường âm nhạc trên thế giới đã áp dụng, tức là mỗi một bài học thì tôi soạn file PDF ha, có giáo trình là file PDF và có một cái clip hướng dẫn đi kèm khoảng 25 đến 30 phút một bài. Đó. À, 5 tập thì khoảng 75 bài giáo trình và 75 clip đi kèm ha. Và nó thú vị là các bạn bận thì sáng các bạn bận thì trưa các bạn học, trưa bận tối học, tối bận các bạn đêm các bạn đeo tai phone vào ha. Các bạn mở giáo trình và ngồi trên đàn, nó sớt 2 bấm như nào tôi hướng dẫn, 7 9 11 câu lót câu dẫn, cách đệm đệm của van, cách đệm Boston, vân vân, rất nhiều ha. À, cách làm intro outro đầy đủ hết các bạn. Các bạn tôi đã hệ thống cho bạn, không phải học âm nhạc nữa ha. Và cái quan trọng nhất ở đây là cái hòa âm, cái cách đặt hòa âm cho giai điệu sao, tại sao lại là mi thứ bát son ở kia, tại sao lại la sớt hai. Cái quan trọng là nắm được rồi nhưng mà các bạn phải biết cách dùng nữa. Và mỗi một bài các bạn học, các bạn có câu hỏi thì các bạn take note lại gửi cho tôi sẽ trả lời cho các bạn ha. Rồi sau 5 bài các bạn quay clip lại, tôi sẽ sửa ngón tay cho các bạn xem đã chơi đúng chưa. Các bạn thể chọn những bài thánh ca các bạn này. Đó, và rất tiện lợi, nó giúp cho các bạn tiện lợi cả về thời gian lẫn cả tài chính cho các bạn rất là nhiều ha. Nhiều bạn đi học phải đến mất rất là nhiều tiền vài năm rồi mà vẫn không thay đổi gì nhiều thì rất là phí ha. À, các bạn có thể vào website haipiano.com hoặc email cho tôi để email và số điện thoại trên phần mô tả ha. Và tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn rất là kỹ. Và có rất rất nhiều các bạn đã học ở rất nhiều các quốc gia, đã học và thay đổi rất là nhanh, đã gửi clip về cho tôi, chờ đàn tiến bộ rất là nhanh. Hoặc có rất nhiều anh chị rất đam mê âm nhạc nhưng mà không biết có cái giáo trình nào phù hợp, không biết cách tìm ở đâu cả. Đó, và đã nhờ có giáo trình đó mà các bạn ấy học được mọi lúc mọi nơi. Nhiều anh chị là đêm về hoặc là sáng sớm rảnh bỏ ra học, thật là tuyệt vời ha. Nó giúp cho các bạn giải quyết được rất nhiều vấn đề ha, thời gian, nó tài chính rồi. Và đây là khoa học trọn đời nữa, giúp cho các bạn học mọi lúc mọi nơi, lúc nào rảnh các bạn học ha. Nó rất là tiện lợi và vẫn được tương tác với tôi thường xuyên ha. Rồi, và bây giờ thì tôi sẽ đi cái phần điệp khúc lại một lần nữa nhé. Ta ra ti, ta ra ra ti ra, ta ti, ti ra ra ti. Vào pha ti ra ra ti, ti ra ti. Đô tam giác 7-9 dẫn này, ti ra ti, la 7, re 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 mi fa, và re thứ 7, ta ti ta ta ti ra ti, ti ra ra ti. Ở đây tôi sử dụng hòa âm, thêm một hòa âm cho này nữa thôi, ti ra ra ta, đó là pha thăng thứ 7-5, về si thứ 7-5 này, ti ra ta ti mi 7, ti ta ti về la. Wow, nghe rất là thú vị. À, bây giờ tôi sẽ chơi cho bạn từ đầu bài này, hết bài một lần ha. Và tôi cũng sẽ có một cái câu intro này. Đó, các bạn thấy không? Khoảng 15 phút tôi đã hướng dẫn cho các bạn bài về bên Chúa, và bài này tôi cũng có chơi solo cho các bạn ha.
thì là tôi có để trên kênh, bạn có thể xem thêm. Các bạn bất cứ câu hỏi gì có thể comment cho tôi, và muốn tôi hướng dẫn bài gì cũng comment cho tôi ha. Và các bạn quan tâm đến khoa học thì có thể vào website haipiano.com hoặc có thể email cho tôi. Tôi để email và số điện thoại trên phần mô tả. Tôi sẽ luôn đồng hành cùng với tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại. Bye bye.